Chào các bạn nha. Ngày hôm nay á mình sẽ đi thu hoạch hết tất cả những cái bụi nghệ ở trong gia đình mình trồng. Thì á hồi nãy á mình thu hoạch hết những cái bụi nghệ kia rồi, cái mới sực nhớ ra mình mới quay cái video này. Giống như á là mình cũng thử nghiệm, theo mình nghĩ thôi, mình suy luận á là giống như bây giờ những cái củ nghệ này là mình trồng hồi đầu mùa tới giờ rồi. Ôi trời ơi, cô Ly cô làm gì vậy? Đó thì á bây giờ á mình mở những cái này ra. Mình chỉ trồng vô những cái chậu nhỏ này thôi đó nha, mà nó cũng có củ luôn. Và ở đây nè, mình đã thu hoạch được một mớ luôn, một mớ nghệ nè. Đó. Thì những cái củ nghệ này các bạn biết rồi, nghệ nó rất tốt cho cái bao tử của mình lắm, rồi là đẹp da nữa nè. Thì mình hay dự sử dụng những cái củ nghệ này hoặc là những cái lá nghệ non nha. Những cái lá nghệ ngon này với lại là những cái củ nghệ này á, mình đem kho cá hoặc là kho thịt mình ăn rất là ngon luôn. Nó ngon mà nó còn bổ nữa, nó còn giúp, nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa đó, cho nên là mình hay dùng nó để mình kho cá. Bây giờ nè, mình sẽ đi thu hoạch hết. Hồi nãy những cái chậu con á mình thu hoạch rồi, rồi sau đó mình trồng lại những cái rễ đó để mình giữ vào mùa đông, rồi qua tới mùa hè năm sau á nó sẽ mọc lại. Thì đó là theo cái suy luận mình thôi, thì mình cũng mới thử, cũng mới trồng năm nay luôn à. Các bạn thấy không, mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu như thế này nè, đó, cái chậu nhỏ xíu thôi. Cô Ly đi ra con, có chị cái nào. Mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu như thế này nè, mà nó cũng có củ luôn á. Cái củ của nó như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Nè. Đó, những cái củ của nó như thế này nè. Bây giờ mình sẽ bẻ những củ đó ra nha. Đây, một củ nè, bỏ vào trong đây. Những cái củ nghệ này lúc trước á, mình đi vô chợ mình mua về, mình kho cá xong rồi cái mình giữ những củ nghệ này lại, cái mình đem mình đi trồng đó, nhét vô những cái chậu nhỏ này đó. Có thêm một củ nữa nè, đây nữa đó, thấy nó nguyên một chùm luôn không. Đây nữa nè, cành nghệ này á mình thấy nó còn có rễ nè. Thì mình sẽ cắt ngang cái thân như thế này đây. Mình sẽ cắt ngắn dày đó. Mình cắt dày rồi những cái rễ này á, thì mình cắt sơ sơ qua những cái rễ đây. Sau đó bây giờ mình sẽ đem mình đi trồng lại. Thì hy vọng rằng năm sau nó sẽ tiếp tục lại ra củ cho mình nha. Đây mình sẽ bỏ đất vào. Đất này để mà mình trồng củ nghệ hoặc là bất kỳ những cái loại củ rồi đó, mình thì nên trồng những cái loại đất nó tơi xốp, nó thoát nước được tốt đó. Những tơi xốp vậy khi mình moi củ lên mình đào nó cũng sẽ dễ nữa. Mình mới order thêm một cái loại củ nghe, đó là củ lùn. Mình mua cái chậu đó hết 40 đồng, cả tiền thuế luôn là 40 đồng. Cái củ lùn đó hồi xưa mình nhớ ở Việt Nam mình ăn ngon lắm, mà cũng lâu lắm rồi, gần mười mấy năm cũng đâu có được ăn cái củ đâu. Vô tình có một chị kia chỉ khoe trên mạng là chỉ mua được cây đó trên mạng, thế là mình mua luôn. Nó bán nó cũng tự tựa giống như củ nghệ thế này nè, rồi mình moi củ lên mình ăn. Thì hy vọng năm sau á, khi mình trồng cái loại củ á lên, rồi để mình có thể chia sẻ với các bạn luôn nha. Đó thì bây giờ cái cây nghệ như thế này, sau khi mình đã thu hoạch những cái củ của nó rồi, mình đem mình trồng lại cái cây này, thì đây cũng là lần đầu tiên luôn mình thử nghiệm này. Thì mình nghĩ là nó sẽ sống năm sau và nó sẽ ra củ mới nữa. Thì đó, thì bây giờ những cái chậu này mình sẽ đem vào bên trong cái greenhouse đó, mình giữ ấm cho nó vào mùa đông. Rồi sau đó khi vào mùa xuân á, mình sẽ đem ra ngoài đây để cho nó cây phát triển tươi tốt, nó ra củ cho mình ha. Bây giờ á, đây là những cái chậu nghệ á, mà mình trồng vô cái chậu nhỏ xíu à. Bây giờ ở ngoài kia kìa, mình có hai cái chậu bự chậu bá luôn. Thì bây giờ mình sẽ ra đó, mình sẽ thu hoạch những cái bụi nghệ ở ngoài đó nha. Bây giờ để mình lượm hết những cái củ nghệ này vào đây đã. Những củ nghệ này á, hồi xưa mình nhớ ở Việt Nam á, là mỗi lần mình bị thẹo tay hay là bị nặng mụn á, mà nó có cái thẹo, có cái lỗ á, là mình thấy chị mình hay mẹ mình á hay lấy những cái nghệ tươi này nè, xong mình trét lên mặt để cho nó nhanh lành và nó không có bị thẹo. Và đây sẽ là hai cái bụi nghệ, hai cái chậu nghệ với lại là một cái chậu củ riền của nhà mình đó. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch hết tất cả những cái củ ở trong cái chậu này ra luôn.
Bây giờ trước tiên á, mình sẽ cắt cái thân nó hết đi để cho mình một hồi mình lấy lên cái củ cho nó dễ, không có lướng vướng. Xong rồi đó nha, đây là những cái lá non nè. Cái lá non này đem vô kho cá ăn cũng ngon lắm đó. Chúc mình lựa ra những cái lá non rồi đem vô trong đó kho cá. Bây giờ mình sẽ đào những củ này lên nha. Những cái bụi nghệ với là những cái củ riền này ở đây á, giống như á hả, là mình cứ quăng củ vào trong đây rồi nó tự lên đó, chứ mình cũng không có chăm sóc gì hết trơn á các bạn ơi. Tại vì nó cũng ra nhiều củ lắm. Wow, nguyên một cái này luôn, mình gỡ lên luôn nè. Wow, củ quá trời luôn, nguyên một bánh xe luôn. Các bạn thấy không? Nhìn nè. Go. Đây. Tại vì hôm nay cameraman á bận đi làm phụ anh mình cái Green House, cho nên có một mình quay à. Thì bây giờ để mình lấy camera cho các bạn xem nha. Nè, nhìn nè các bạn, những cái củ nghệ của nó đã ghê không? Wow. Nói thật lòng luôn, đây cũng là lần đầu tiên mình đi thu hoạch những cái củ nghệ này luôn đó. Rồi bây giờ để mình để camera lên lại nha, rồi mình cùng nhau thu hoạch nè. Giờ mới thấy cái tầm quan trọng của cameraman á. Bữa giờ quay phim đâu phải dễ đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui nó ra nhẹ nhẹ ra, chứ không nó bị chóc cái vỏ. Đã quá. Mà không hiểu sao á, mình bị một cái bệnh gì mà kỳ cục lắm. Nói chung là bị ghiền, bị thích mà giống như mình đào củ, giống như là khoai lang này, những cái gì mà có củ, có trái là không hiểu sao mình thích lắm nha. Bây giờ những cái cây này, những cái củ này, cây này, nhánh này nè, mình sẽ đem mình đi trồng lại, trồng lại để cho mùa sau. Hơn là cái những cái đất này năm ngoái ấy nhá, mình trồng đại thôi đó nghe, không có chăm sóc, không có bỏ tốt đất phân gì trong đây hết trơn á, mà nó cũng ra củ quá trời hết. Đã thiệt à. Đã các bạn, nhổ củ là thích nhất luôn á. Ơi, sướng ghê thiệt cái chứ. Những cái củ này thì mình để mình giữ lại mình trồng đó. Bên đây nữa nè. Trời ơi sao mà củ quá trời ta, đất có chút xíu mà rễ quá trời hết. Đã chưa. Tại vì bây giờ mình tranh thủ mình lo mình đi thu hoạch như vậy nè, rồi mình bứng những em này vào trong greenhouse, chứ để tới mùa đông lạnh nữa là không có thời gian làm. Những cái này để mình trồng lại đó. Thấy không? Mấy cái này đi, mình đem đi trồng lại nè. Ui, đã quá ta. Ui, thích ghê đó các bạn. Đây nè. Đã quá. Nghệ ở đây á, nó bán mắc lắm á nha. Nghĩa ở đây là mình mua ngoài chợ, mình đi mua nè, cái hộp nhỏ xíu xíu thôi 4 đồng mấy, không có rẻ đâu. Bữa có một lần tại thèm quá, muốn thay đổi cái khẩu vị ăn á, mới đi ra mua hũ nghệ về trồng. Về ăn xong rồi dư vài củ đem ra trồng á, mà nó vậy đó, nhân giống là nhiều vậy đó các bạn thấy không. Mà cái củ nghệ mình mua ở ngoài chợ nó nhỏ xíu, mua có loại organic á, nó nhỏ xíu à. Đó. Còn cái này đem đi trồng lại. Đã thiệt luôn nha. Mình đang nôn tới cảnh năm sau á, mình có thêm cái củ lùng nữa. Cái củ lùng đó là mình nghĩ là có một số bạn biết và một số bạn không biết đâu. Mà hồi đó ở trên quê á, mình hay ăn cái củ đó, ngon lắm. Trời ơi coi nè, nó ra quá trời luôn. Đó. Đã ghê thiệt chứ. Rồi những cái này mình đem đi trồng. Thiệt cái chứ. Ý. Đã ghê thiệt cái chứ. Này là có củ nghệ ăn dài dài luôn á. Năm đầu tiên trồng nghệ.
mà thành công quá. Hên là không có chăm sóc đó. Tại vì mình nghe nói củ nghệ, củ gừng dễ trồng lắm. Những cái này chắc năm sau á mình trồng, mình bỏ vô mấy cái pot nhỏ đó. Đã ghê các bạn ơi. Còn một bụi bên kia nữa, cái bụi bên kia chắc là củ bự lắm luôn á. Là mình thu hoạch củ nghệ kiểu này là có đúng hay không nữa, nhưng mà thôi thu hoạch đại đi. Nếu mà có anh chị các bạn nào mà có biết á thì chia sẻ với mình nha. Đã quá à, sao mình nhìn thấy mấy cái củ ha, thay mới được cái xíu rồi đó, còn bao nhiêu nữa à. Nhớ hồi xưa đi móc cái củ khoai lang thích lắm luôn. Giống như bây giờ này, đào xong rồi nằm ở dưới nè, cái mình đi mót. Đã không? Ôi, có kéo ở đây tưởng củ nghệ gì mà nó bự chứ. Cũng quá trời nhiều luôn. Rồi đây. Mình cũng không nghĩ là nó ra nhiều vậy luôn á. Để chỗ này nhiều quá, cắt bớt rễ luôn. Thơm, cái củ nghệ nữa thơm đó. Mình thích cái mùi nghệ, cái mùi gừng lắm. Đó, mình để những cái bụi này đây đi. Một chút mình sẽ đem đi mình trồng lại. Tiếp tục bây giờ mình sẽ qua bên kia nha, qua cái chậu bên đây nè. Trời ơi, thùng này hơi bị bự luôn á. Để mình cắt những cái lá của nó đã. Bữa giờ thì đi thu hoạch trái, còn bây giờ hôm nay đi thu hoạch củ. Nè, mình có củ riền bên đây nữa nè. Nghiêng đó. Xem nè. Ôi, thấy chưa? Chưa gì hết mà đã một bụi nghệ. Nó đã lòi cái củ ra. Bây giờ để mình dựng đứng. Mình lấy nó lại nè. Thở luôn, đẩy nó ra muốn mệt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy củ của nó. Khâu này mới là khâu đã nè. À. Đây nhiên. Cái này hồi xưa lúc mà mình chưa có mấy cái đất. Đất này đâu có đất, là đất thường thôi à. Năm sau đó mình trộn phân ngựa, phân gà này nọ đó để cho nó tốt. Ui. Wow. Đã quá vậy trời. Ui. Đây nè các bạn ơi. Wow, quá trời luôn. Đã quá à. Đây nữa nè, nhiều lắm nha, để mình lật cái lên. Ôi nó một bụi của nó nè, thơm mùi nghệ quá. Thấy không các bạn? Đây, để đây. Bên này. Cứ mỗi một cái nhành dày là có củ nè. Đã thiệt cái chứ.
ôi trời ơi, nó ra nguyên một cái mành luôn, một cái bàn tay luôn, bàn tay năm ngón xinh xinh, và đây là ngón cái. Nếu mà trồng cái đất tốt á, mình nghĩ là có bỏ phân ngựa phân gà vô là chắc nó tốt nè. Năm sau để mình thử mình trồng. Sướng thiệt luôn đó chứ. Anh ơi, củ quá trời luôn. Ê, đây cái cây riêng đừng có lấy nha. Dạ. Ôi. Củ nhiều không? Đấy. Oh my goodness. Tù người. Ừ quá luôn anh ơi. Cái cây nó lên tốt luôn mà. Mà cái đất này là mình đâu có chăm sóc, đâu có bỏ phân nhiều đâu mà nó vậy đó. Thấy không? Đậu người tưới, người phân đó. Nói gì kỳ vậy. Trời ơi, người ta làm thịt gà nó tưới vô trong vùng à, cái chỗ này là anh mình hay làm thịt gà đó. Đúng rồi, anh hay làm thịt gà, anh bỏ nước gà vô nè. Ồ, để cho bà già mới nha. Dạ. Ừ, lý bà khói lắm. Mấy cái nhỏ này nhỏ này. Kho. Mấy cái này để trồng lại nè. Cái củ nhỏ hả? Ừ, để em dành. Em định đó là em sẽ lấy mấy cây này em trồng lại, không biết có được không? Nè. Hả? Giống như em lấy cái cây này em trồng lại nè. Không cần cây luôn, cứ cắt nó đi ngay đây là được rồi. Thì đó, ý em là vậy đó, giống như mình cắt ngắn nè, sau đó mình trồng lại vậy đó. Đã quá. Mình thấy có nhiều người họ làm mùa đông á, mùa winter đó. Ồ. Mùa winter mà trời lạnh á. Nè, đã họ chứ. Họ nhiều quá, không biết là để đâu á, họ lấy cái này á. Ồ. Họ đào một cái lỗ. Ờ, sao mà chưa có mùa đông muốn hả? Họ đào một cái lỗ, họ lấp xuống. Họ để đúng rồi, trời luôn. Rồi họ để rơm dày này lên top cho nó ấm, cho nó nằm đó hay sao á. Để tới tại vì winter đâu có mọc lên. Dạ. Rồi bắt đầu qua mùa winter cái là họ mua lên, họ đem ra họ trồng lại, thay vì mình để trong nhà nó sẽ khô héo đi, phải không? Ồ. Bây giờ mình bỏ trong greenhouse chắc được á ha. No, phải để ngoài winter, ngoài cái này. Ngoài trời luôn á hả? Để cho nó khỏi mọc á. Tại vì ngoài trời nó lạnh á, hiểu không? Ủa nhưng mình để trong greenhouse thì cho nó mọc có sao đâu. Thì cũng được thôi. Bây giờ mình có greenhouse mình trồng sẵn, bây giờ mùa đông mình ít việc nè. Thì mình lo mình trồng luôn. Cái gì năm sau có đem chậu ra ngoài thôi. Thôi, đây là chắc là đúng rồi cái công của anh mình. Mỗi lần mà anh làm thịt gà đó, anh hay chế cái nước gà, nước gọi là nước nước mà làm gà đó, anh bỏ vào trong cái bụi nghệ nè. Trời ơi đã quá, thích thiệt luôn á. Những đây là củ già này, củ này nó vàng khè luôn đó. Chiếc lợi phẩm quá đã. Lần đầu thu hoạch củ nghệ. Quá trời đã luôn á. Tức à. Đây. Đào xong cái mình đi moi mình móc lại. Móc những cái củ của nó. Nó gãy ra ăn cục luôn nè. Ra nguyên một chùm luôn. Đây nữa. Chà. Đã quá. Thật sự củ nghệ này cũng dễ trồng ghê chứ ta. Không chăm sóc mà nó cũng lên. Vậy là ăn cái chết luôn á, chỉ cần các bạn trồng vô một cái bụi nhỏ này thôi là ăn là chết rồi đó. Để dòng anh quanh năm. Ui, đây. Đấy, mấy cái củ nè. Ngồi thì hả? Đào mấy củ này luôn cũng đuối thiệt chứ, nhưng mà nó sướng quá, đã cái tay quá. Không ngờ là nhiều vậy luôn á. Cuối cùng còn một bụi củ. À.
thiệt luôn anh ha. Mày nói là đào anh, em mới order cái bụi cây củ lùng á, không biết anh biết cái củ đó không? Củ lùng á? Hả? Củ lùng là ăn ngon lắm, không biết anh biết không, nhưng mà em order cây đó củ tròn tròn màu trắng nằm dưới đất, ăn mà không thể tưởng tượng được, rất là ngon. Củ gì dài dài nữa, củ màu trắng. Bình tinh. Bình tinh không ngon bằng củ lùng đâu. Xong rồi, vậy là được bấy nhiêu à? Chỉ cần sau gần gọi là chắc được 20-25 phút thì thu hoạch được bấy nhiêu các bạn ơi, cũng quá trời luôn á, gần luôn nè, một cái thau bự luôn nè. Ăn bây giờ đem về ngày mai, ngày mai đi mua cá về kho cá ăn liền lập tức luôn nè. Đó, video thu hoạch nghệ của mình đã đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai hen. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video này. Bye bye.